Rồi xin chào toàn thể anh em Trước mặt anh em là cái đầu băng cối Victor Hàng thì gọi như là đẹp Xếp loại đẹp rồi 50, 60 năm tuổi xếp loại đẹp rồi Thì tiền thể đây em giới thiệu cho các anh em các cuốn băng cối này Đấy băng cối thì bên em nhiều không phải nói rồi Thì anh em thích cổ nào thì anh em cứ chủ động Zalo 0988 434 435 Còn trong clip này chủ yếu là em xả cho anh em một con đầu băng cối Victor Con này là chảy bằng 3, bằng 5, bằng 7 và quan trọng là con đầu này là đang chạy đá cầu điện Hiện giờ em đang để 220V Thì khi anh em nghèo Dành một suất cho anh em nghèo thôi Con này là dành cho anh em anh, em, anh em nghèo thôi nhé ưu tiên anh em nghèo Ở xa em free ship Thì anh em mua về là chỉ việc cắm điện vào Ra âm ly là chơi thôi Bởi vì con này em tặng cho anh em một cuốn băng Và một xương băng Cứ thế về chơi thôi Con cặp loa này em bán rồi Đấy, cặp loa trên hình này em bán rồi, trên video em bán rồi nhá. Giờ chỉ còn cái đầu này em xả luôn cho anh em nghèo. Phải nói là nghèo thì em mới bán. Này em miễn phí ship luôn, em tặng luôn băng về thì việc chơi. Và giá em công khai trong Zalo 0988 434 435 anh em nếu thật sự quan tâm mà nghèo thì, thì cái đổi Zalo hoặc điện thoại nhận được giá sốc luôn, đảm bảo nghe xong giá là anh em mua luôn. Đây, chiếc con này là em xả để cuối tuần em đi chơi.